Học sinh tại Đà Nẵng dự kiến sẽ học tập tại trường từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 10. Đó là thông tin ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng xác nhận chiều 29 tháng 9. Theo ông Thành, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 ngày 28 tháng 9, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng báo cáo công tác chuẩn bị cho việc dạy học trực tiếp ở trường khi dịch được kiểm soát. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng dự kiến khoảng từ ngày 15 đến 20 tháng 10, nếu đúng vào ngày đầu tuần thì sẽ bắt đầu dạy học trở lại vào ngày 18 tháng 10. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cũng sẽ có tính toán các khối lớp học nào sẽ trở lại trường trước theo khuyến nghị của ngành y tế. Ông Thành cho hay, đây mới là công tác chuẩn bị, dự kiến khi đi học lại, còn căn cứ vào tình hình dịch bệnh, ý kiến của ngành y tế và quyết định của thành phố thì mới có kế hoạch thực hiện cụ thể. Cũng theo ông Thành, hiện thành phố đang cho phép học sinh, giáo viên trở về, nếu về có thể yêu cầu thời gian cách ly hoặc một số trường hợp chưa trở về được. Về việc này, sở đã có kế hoạch, nếu có đi học lại mà em nào chưa về được thì vẫn đảm bảo quyền lợi cho các em, hướng dẫn phụ đạo, giáo viên dạy kèm, không đánh vắng. Vì thế, phụ huynh và học sinh yên tâm. Được biết, ngày 29 tháng 9 là ngày Đà Nẵng bắt đầu cho phép hơn 17.000 học sinh, giáo viên, nhân viên đang bị kẹt ở các địa phương không ở trong vùng dịch được trở về thành phố đợt 1.